chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong Cập Nhau Cuối Ngày thứ hai ngày 8 tháng 5. Còn bây giờ thì hãy cùng cập nhật lại những tin tức hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Đây là một câu chuyện cực kỳ đáng yêu của một cặp vợ chồng đã U60 đang được dân cư mạng truyền tay nhau một cách chóng mặt. Và toàn bộ sự tích của câu chuyện này thì được gói gọn trong một cụm từ, đó chính là đánh rơi cả vợ yêu. Hai vợ chồng chở nhau đi thăm người bệnh nhưng ở dọc đường thì không may đã lạc nhau giữa đường trong một hoàn cảnh hết sức trớ trêu. Đến khi phát hiện người vợ không còn ở phía sau yên xe của mình nữa thì một ông chú năm nay đã ngoài 65 tuổi trực lo lắng và mệt mỏi lang thang khắp nơi để tìm vợ. Được hai anh em nhà nọ cùng với người dân giúp đỡ thì cuối cùng người đàn ông này cũng đã vỡ òa hạnh phúc khi gặp lại vợ mình gần một cửa hàng bia hơi sau một khoảng thời gian xa cách. Và có lẽ sau sự việc này thì người đàn ông này chắc hẳn sẽ thường xuyên ngoái lại ghế để nhìn đằng sau lắm đây. Một hành trình tìm vợ có vẻ như là độc nhất vô nhị giữa hai con tim, tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn luôn thổn thức, quan tâm và yêu thương lẫn nhau. Và lại có thêm một câu chuyện thật đẹp nữa về tình nghĩa vợ chồng. Mới đây thì một người đàn ông trong khi lái xe xuống dốc thì xe bị mất phanh nhưng người đàn ông này đã nhanh trí mở cửa xe để vợ mình có thể nhảy ra ngoài, còn mình thì một mình lao xe xuống dốc. Khoảng 14 giờ ngày 7 tháng 5, tại khu vực Hồ Ba Bể, Bắc Cạn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khá là hy hữu. Theo một số nhân chứng thì vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe tải loại 1,5 tấn đang đổ dốc ở khu vực Hồ Ba Bể thì bất ngờ bị mất phanh. Đúng lúc này thì từ phía bên ghế phụ có một người phụ nữ đã văng xuống đường và riêng tài xế thì cứ thế cùng xe lao thẳng xuống dốc. Đến một chân cột biển báo thì xe đâm vào rồi dừng lại. Tại hiện trường thì nhiều nước uống trên thùng xe đã văng tung tóe ra đường. Sau khi tìm hiểu thì người dân được biết tài xế chính là người chồng đã nhanh trí mở cửa để vợ có thể nhảy ra khỏi xe và thoát nạn. Sau tai nạn này thì người vợ bị thương phần đầu, còn người chồng thì chỉ bị thương nhẹ. Đúng lúc này thì đôi vợ chồng đã được đoàn phượt thủ đi qua và bắt gặp, hỗ trợ họ trở đi cấp cứu. Và theo các chiến sĩ cảnh sát có mặt tại hiện trường thì hai vợ chồng nói trên là một chủ doanh nghiệp sản xuất nước uống tinh khiết có trụ sở đóng tại địa bàn tiểu khu 2, thị trấn Chợ Giã, Ba Bể, Bắc Cạn. Chiếc xe chở hàng này thì mới được chủ cơ sở mua về để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Người chồng đã phản ứng khá nhanh trong tình huống này, rất thông minh khi kịp thời mở cửa và đẩy vợ xuống xe để tránh tình huống xấu nhất. Một vị cán bộ cảnh sát đã chia sẻ như vậy. Lý Nhã Kỳ chính là nghệ sĩ duy nhất đến từ châu Á trở thành người phụ nữ quyền lực tại Liên hoan phim Cannes. Đến hẹn lại lên lại một mùa Liên hoan phim Cannes chuẩn bị bắt đầu và thật bất ngờ khi mới đây cái tên của Lý Nhã Kỳ đã xuất hiện trên website chính thức của Liên hoan phim Cannes 2017 ở danh mục nhà bảo trợ. Và cho đến nay thì Lý Nhã Kỳ vẫn là gương mặt duy nhất đến từ châu Á là nhà bảo trợ chính thức cho hạng mục Cine Foundation và liên tiếp trong 2 năm 2016 và 2017. Qua những năm tham dự Liên hoan phim Cannes thì người đẹp đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các nhà tổ chức sự kiện này. Với sự tỏa sáng và sức ảnh hưởng của mình thì Lý Nhã Kỳ đã trở thành một nhà bảo trợ cá nhân cho những tài năng mới ở hạng mục Cine Foundation 2016. Và song song với việc bảo trợ cho hạng mục này thì tại thị trường trong nước, Lý Nhã Kỳ cũng đang khởi động cho dự án hỗ trợ và phát triển tài năng điện ảnh Việt. Khuôn mặt thon gọn và V-line mà bao cô gái mơ ước ngày nào giờ đã xưa rồi. Và giờ đây thì khuôn mặt tròn đầy mới chính là xu hướng của con gái châu Á. Trong nhiều năm qua thì khuôn mặt V-line thon gọn đã trở thành một trong những xu hướng làm đẹp ầm ĩ nhất và có độ phủ sóng toàn châu Á. Và biết bao chị em đã coi đây như một chuẩn mực của sắc đẹp và đã tìm mọi cách để sở hữu một khuôn mặt có khuôn hàm thon gọn hơn, cằm nhọn hơn và từ thực hiện một số tiểu phẫu cho đến đại phẫu. Tuy nhiên thì sau khi mất bao nhiêu thời gian công sức để bóp mặt cho nhỏ lại thì hiện tại nhiều cô nàng đã đổ xô đi tiêm mặt cho nó tròn. Và có lẽ nào mặt phù mới chính là xu hướng manh nha tiếm ngôi của mặt nhọn. Và sau nhiều năm tôn sùng mặt V-line thì một bộ phận không nhỏ các cô gái đã chuyển hướng mê mệt sang khuôn mặt tròn bầu bĩnh với hai chiếc má tròn đầy phúng phính, dễ thương hay còn gọi là baby face. Với khuôn mặt bầu bĩnh này thì sẽ tạo một cảm giác trẻ trung, đáng yêu và tràn đầy sức sống hơn hẳn. Do đó khi kết hợp với cằm nhọn V-line vốn được coi là sexy thì các nàng sẽ có một vẻ bề ngoài cực kỳ dễ thương, gợi cảm và một combo quá đỗi là hấp dẫn. Và đó là những tin tức có trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.